phàm phu nhị thừa cũng có thể chứng được ba loại bất thoái. Điều này quá hy hữu, quả thật rất hy hữu, cũng có thể thành tựu ngay trong đời này. Dị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái, đây là gì? Đều nhờ sức gia trì của sáu chữ hồng danh nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà. Cần phải nhớ câu này. Vì sao họ có thể đạt được tam bất thoái? Dựa vào oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. 48 nguyện của Phật A Di Đà gọi là nhất thừa nguyện hải. Còn tu hành sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, có thể bảo đảm trong đời này chứng được tam bậc thoái. Pháp môn này khó tìm, quả thật không dễ. Cho nên đây không phải là dựa vào sức mình, hoàn toàn dựa vào tha lực. Tuy hoàn toàn dựa vào tha lực, nhưng nếu bản thân không tin thật, nếu không phải thật sự phát nguyện, thật sự niệm Phật, thì sức mạnh của Phật A-di-đà không gia trì được, cũng có nghĩa là không giúp quý vị được. Tuy Phật có năng lực nhưng vẫn không giúp được. Bản thân quý vị phải bằng lòng tiếp thu sức mạnh của Phật mới gia trì được. Chỉ cần quý vị thật sự tin, thật sự phát nguyện, thật sự tiếp thu, đời này chắc chắn thành Phật. Chúng ta xem trong điển tịch ghi chép, người niệm Phật giảng sanh rất nhiều. Chúng ta thấy trong giảng sanh truyện ghi chép, đó là trong quá khứ. Bây giờ người niệm Phật chúng ta rất quen thuộc. Chúng tôi từng là đồng tham đạo hữu tốt, bây giờ họ đã đi trước, ra đi rớt tiêu sai, tự tại, khiến chúng ta nhìn thấy đây là thật, không phải là giả. Không sanh bệnh, biết trước giờ chết, biết được bản thân khi nào đi. Mời mọi người đến tiễn đưa, mở đại hội giảng sanh, đây là thật không phải giả.